Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau. Thời gian kỳ họp sẽ tiến hành trong 3 ngày vào các ngày 15, 16 và 17 tháng 12 năm 2021, khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2021. Địa điểm: tại điểm cầu hội trường số 42 Bạch Đằng, điểm cầu trung tâm hành chính thành phố số 24 Trần Phú và các điểm cầu tại trung tâm hành chính các quận huyện. Tài liệu kỳ họp được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Nhân dân thành phố theo địa chỉ http 2 2 xuyệt hdnd nẵng gov vn tại mục Tài liệu kỳ họp thứ tư.